Vâng, chào mừng quý chị đang quay trở lại với livestream của nhà sành Lucy. Ngày hôm nay thì nhà sành Lucy sẽ giới thiệu đến quý chị các sản phẩm áo sơ mi sale đồng giá là 100k trên một sản phẩm bất kỳ, và quý chị mua từ 2 sản phẩm trở lên sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337707398 để nhà sành Lucy tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Lucy là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta phải đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Đó là sản phẩm đầu tiên nhà sành Lucy giới thiệu đến quý chị là một thiết kế áo sơ mi chính hãng của thương hiệu Polo by Ralph Lauren. Em này thì sẽ là một con áo sơ mi tông màu xanh nước biển và mã sản phẩm là S213, chiều dài là 66, vạt sau là 69, ngang là 48 và vai là 41. Size của chiếc này sẽ là size M. Quý chị chúng ta có cân nặng nằm trong khoảng từ 60 đến 65kg, các bác có thể yên tâm vừa vặn sản phẩm này. Chất liệu của sản phẩm thì cũng rất là dày dặn, và với cái chất liệu này thì độ thấm hút mồ hôi rất là tốt. Em này thì sẽ là một con áo cũng rất là trẻ trung và nhã nhặn lịch sự, để quý chị có thể là lựa chọn mình mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Độ mới của sản phẩm thì còn rất là cao này. Mã sản phẩm sẽ là mã S213. Và mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Ở trên này thì nó sẽ là một con áo sơ mi ngắn tay với chất vải là chất kaki. Cái tông màu chủ đạo sẽ là tông màu kem và họa tiết kẻ dọc. Ngoài ra thì sẽ có thêm một vạt gây logo người ta đính ở bên trên tay áo này cũng như là ngực áo. Mã sản phẩm là S214, chiều dài là 71, ngang là 55 và vai là 44. Size của sản phẩm này sẽ là size L. Quý chị chúng ta có cân nặng xung quanh khoảng 65 đến 70kg là các bác có thể vừa vặn với em này. Với những cái dòng áo chất kaki thì bao giờ nó lên form giá cũng rất là đứng form, chuẩn form này. Mã sản phẩm là S214. Và mọi cái thông số thì nhà sàn Lucy sẽ ghi lại ở phía bên tay trái màn hình để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì sẽ là một con áo sơ mi họa tiết với tông màu chủ đạo là tông màu đen. Form giá của sản phẩm là form suông rộng rãi thoải mái, và chất liệu của chiếc này là chất vải cốt tông. Mã sản phẩm là S215, chiều dài là 67 và sau là 68, ngang là 52 và vai là 50. Size của sản phẩm là size L, quý chị cũng khoảng là từ 65 đến 70kg là có thể vừa vặn với em này. Cái sản phẩm này của mình thì độ mới cũng rất là cao. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo thiết kế khá là tối giản. Em này thì sẽ là họa tiết kẻ sọc, mã sản phẩm là S216, chiều dài là 63 và sau là 68, ngang là 46 và vai là 39. Size của sản phẩm này thì sẽ là size S. Với sản phẩm này thì các bác từ 55 đến 60kg có thể là lựa chọn này. Cái form dáng của chiếc này nó sẽ hơi ôm nhẹ một chút, nên là quý chị chúng ta sử dụng em này mặc rất là gọn gàng. Em này thì các bác mặc đi chơi đi làm đều rất là ok. Mã sản phẩm là S216. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo họa tiết kẻ, tông màu khá là nổi bật. Cái sản phẩm của mình thì sẽ là một con áo chính hãng của thương hiệu Tag Number. Tag mark là nó sẽ đính ở trên cổ áo này. Các bác về các bác check thoải mái cho mình. Đó, mã sản phẩm là S217, chiều dài là 69 và sau là 74, ngang là 55 và vai là 44. Chiếc này thì sẽ là size L này. Cho bác nào chúng ta có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn. Em này thì quý chị mặc thoải mái hàng ngày luôn, hoặc là mình mặc đi chơi đi làm. Cái tông màu của sản phẩm nó cũng rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ, và độ mới của em này thì rất là cao. Còn chất liệu thì các bác cứ yên tâm, đều là những cái sản phẩm áo sơ mi chất rất là đẹp. Tiếp theo này mình cùng đến với một con áo còn rất là mới luôn. Bác nào mà yêu thích cái tông màu đen, những cái sản phẩm thiết kế tối giản có thể là lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Em này ở ngoài đẹp hơn trên live rất là nhiều này. Mã sản phẩm của mình là S218, chiều dài là 71, ngang là 60 và vai là 53. Size của chiếc này cũng là size L luôn. Bác nào mà chúng ta thử mặc size L, hoặc là mình có cân nặng từ 65 đến 70kg có thể là lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Một con áo sơ mi nằm trong top những cái sản phẩm đẹp nhất trong buổi live ngày hôm nay. Mã sản phẩm là S218. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một con áo sơ mi ngắn tay. Cho bác nào yêu thích những sản phẩm thiết kế tối giản, không có quá nhiều họa tiết, em này thì cũng là một sản phẩm đến từ nhà Polo by Ralph Lauren. Và về chất liệu thì sản phẩm của mình là chất nylon. Mã sản phẩm là S219, chiều dài là 78, ngang là 64 và vai là 51,5. Với chiếc này thì quý chị chúng ta xung quanh 70-75kg các bác vừa mặc thoải mái này, vì là cái form của sản phẩm nó là cái form suông rất là rộng luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái sản phẩm áo sơ mi dài tay. Em này là một con áo sơ mi dài tay tông màu xanh dương. Chiếc này là một con áo có họa tiết. Quý chị có thể là coi gần lại một chút để mình thấy rõ hơn cận chất cận màu cũng như là các cái họa tiết bên trên sản phẩm. Mã sản phẩm là S220, chiều dài là 75
ngang là 56 và vai là 50. Em này dành cho quý chị nào chúng ta thường mặc áo size 2XL hoặc là các bác có cân nặng khoảng là 75 đến 80 kg thì có thể vừa vặn với em này. Độ mới thì rất là cao luôn, chất liệu thì cũng đẹp, nó sẽ là cái chất vải cốt tông thấm hút mồ hôi rất là tốt này. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một con áo sơ mi dài tay họa tiết kẻ, tông màu thì rất là trung tính. Mã sản phẩm là S221, chiều dài là 65 và sau là 71, ngang là 54 và vai là 46. Chiếc này thì cũng là size L luôn. Các bác nào mà chúng ta có cân nặng khoảng là 65-70kg là các bác lựa được rất là nhiều các cái sản phẩm đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Đó, em này thì độ mới rất là cao. Các bác nào mà chúng ta yêu thích sản phẩm này cũng như là vừa bạn với những cái thông số của sản phẩm thì nhanh tay chốt đơn với nhà Sành Đồ Duy, mã sản phẩm là S221. Tiếp theo mình cùng đến với một con áo sơ mi trắng. Chiếc này thì nó sẽ là họa tiết kẻ sọc. Đây các bác có thể là chúng ta coi cận chất, cận màu của sản phẩm. Mã sản phẩm là S222, chiều dài là 74 và sau là 77, ngang là 55 và vai là 46 này. Chiếc này thì sẽ là size XL. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 70-75kg là các bác có thể là lựa chọn cho mình sản phẩm này. Chất liệu của em này thì 100% là chất vải cốt tông. Với cái dòng chất liệu này thì nó thấm hút mồ hôi rất là tốt, mặc thì thoải mái này. Và cái thứ hai nữa là em này các bác giặt rũ cũng không lo chất liệu bị bay bị nhão. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một quần áo tông màu xanh than. Quý chị có thể là coi cận chất, cận màu của sản phẩm. Các bác coi trên live như nào, bên ngoài sản phẩm của mình nó cũng tương tự như vậy. Mã sản phẩm là S223, chiều dài là 75 và sau là 78, ngang là 59 và vai là 49. Sản phẩm của mình sẽ là size XL. Quý chị chúng ta xung quanh 70-75kg là có thể yên tâm vừa bạn với chiếc này. Cái thiết kế thì nó sẽ có hai cái túi vuông ở hai bên ngực áo này. Ở ngoài ra thì cũng không có quá nhiều những cái họa tiết ở bên trên, rất là dễ sử dụng. Mã sản phẩm là S223, chiếc này thì độ mới còn rất là cao. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một con áo họa tiết kẻ. Tông màu của sản phẩm thì khá là nổi bật, nó sẽ là phối tông màu vàng và tông màu xanh than. Đây là một sản phẩm của nhà SD Bauer. Đây các bác có thể thấy thì tag mark đầy đủ chính hãng luôn. Chất liệu thì 100% là chất vải cốt tông này, người ta cũng ghi sẵn ở trên này cho các bác rồi. Mã sản phẩm là S224, chiều dài là 79, ngang là 62 và vai là 48,5. Em này thì sẽ là tầm khoảng size XL, các bác từ 70-75kg có thể là mặc vừa này. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Chiếc này thì nó sẽ là một con áo tông màu hồng, một thiết kế áo suôn trơn đơn giản. Mã sản phẩm là S225, chiều dài là 63 và sau là 64, ngang là 47,5 và vai thì sẽ là 41. Chiếc này thì sẽ khoảng size S thôi, các bác chúng ta từ 55-60kg là có thể mặc vừa. Em này thì độ mới rất là cao. Bác nào mà thích những cái tông màu nó tươi sáng trẻ trung một chút thì có thể là lựa ngay cho mình cái sản phẩm này, mã S225. Mình sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, một con áo form dáng rất là hay này. Em này thì nó sẽ là có thiết kế cầu vai. Mã sản phẩm là S226, chiều dài là 72, ngang là 58 và vai là 46, size XL cho quý chị từ 70-75kg có thể lựa chọn. Chiếc này thì độ mới rất là cao luôn. Cái tông màu xanh than này thì cũng là những cái tông màu trung tính này, rất là dễ để cho quý chị chúng ta phối đồ. Em này thì thiết kế cũng rất là tối giản, mình có hai cái phần túi vuông ở hai bên ngực áo. Các bác có thể là coi qua kỹ một chút cái form dáng của sản phẩm này, nó sẽ là cái thiết kế form suông rộng rãi thoải mái nên là đa số là sẽ rất là dễ để các bác chúng ta có thể là mặc vừa em anh. Mã sản phẩm là S226 này. Mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo sơ mi dài tay họa tiết kẻ. Em này thì là một sản phẩm chính hãng của thương hiệu Flannel. Mã sản phẩm là S227, chiều dài là 67 và sau là 69, ngang là 48 và vai là 39. Size của chiếc này là size S. Các bác nào mà chúng ta có cân nặng khoảng 55-60kg yêu thích những cái sản phẩm họa tiết kẻ thì có thể là lựa ngay cho mình sản phẩm này, độ mới rất là cao luôn. Còn riêng về chất liệu, nhà Sành Đồ Duy bao chất cho quý chị, cái chất liệu này mặc rất là mềm mại thoải mái này và cũng yên tâm giặt rũ, không lo chất liệu của mình nó bị bay bị nhão. Mã sản phẩm là S227. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo tông màu xanh than. Em này thì sẽ là họa tiết chấm bi. Mã sản phẩm của mình là S228, với chiều dài là 64 và sau
sau là 67, ngang là 47,5 và vai là 42. Trước này thì sẽ khoảng size S này cho quý anh chị chúng ta từ 55 đến 60kg có thể lựa chọn. Và lưu ý với quý anh chị một chút, cái phần tay áo của mình nó sẽ là thiết kế tay lỡ. Với sản phẩm này thì các bác cứ mặc đi chơi đi làm nó cũng rất là trẻ trung và lịch sự. Mã sản phẩm là S228. Tiếp theo mình đến với một con áo họa tiết kẻ, tông màu chủ đạo là tông màu xanh than. Trước này thì nó cũng là chất vải cốt tông mềm mịn thoáng mát này. Và mã sản phẩm là S229, chiều dài là 63 và sau là 65, ngang là 51 và vai là 41. Size của em này thì nó sẽ là size M. Quý chị chúng ta có cân nặng từ 60 đến 65kg là có thể vừa vặn với em này. Độ mới của sản phẩm này thì còn rất là cao. Tiếp theo mình cùng đến với một sản phẩm áo họa tiết kẻ. Nó đều là những cái sản phẩm rất là basic thôi. Em này là họa tiết kẻ sọc, vạt áo thì là thiết kế vạt áo đuôi tôm. Mã sản phẩm là S230 với chiều dài là 74, vạt sau là 81, ngang là 59 và vai là 51,5. Với size của sản phẩm này sẽ là size XL cho quý chị từ 70 đến 75kg có thể lựa chọn này. Form dáng rất là rộng rãi thoải mái và độ mới của chiếc này cũng còn khá là mới, nên là các bác cứ yên tâm chúng ta lựa chọn. Mã sản phẩm của mình là S230 và thông số thì quý chị có thể là coi phía bên tay trái màn hình của mình. Tiếp theo chúng ta đến với một con áo sơ mi kẻ tông màu đỏ đến từ thương hiệu Wrangler. Đây là cái thương hiệu thời trang của Mỹ. Mã sản phẩm là S231 với chiều dài là 63, ngang là 51 và vai là 44. Size của chiếc này sẽ là size M. Quý chị chúng ta từ 60 đến 65kg là có thể vừa vặn với em này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Một con áo sơ mi thu đông đến từ thương hiệu Uniqlo. Em này cũng là một con áo sơ mi kẻ và tông màu của sản phẩm này nó sẽ là cái tông màu nâu. Thiết kế thì ngực áo sẽ có cho quý anh chị là một cái túi vuông. Mã sản phẩm là S237, chiều dài là 71 và sau là 77, ngang là 57 và vai là 49. Size của sản phẩm này là size L. Quý chị bình thường vẫn mặc áo size L hoặc là mình có cân nặng nằm trong khoảng từ 65 đến 70kg, các bác yên tâm lựa chọn cho mình sản phẩm này. Nó cũng là cái chất cốt tông nhưng mà nó là cái chất cốt tông dày dặn, nên hôm nay các bác có thể sử dụng trong cái thời tiết se se lạnh của mùa thu đông này. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm áo họa tiết kẻ sọc. Em này có tông màu xanh than và sản phẩm này sẽ là một con áo chính hãng của thương hiệu Polo by Ralph Lauren, cũng là một cái thương hiệu thời trang rất là lâu đời và nổi tiếng của Mỹ. Mã sản phẩm là S233, chiều dài của sản phẩm là 60, ngang là 45 và vai là 38. Size của chiếc này là size S cho quý chị xung quanh từ khoảng 55 đến 60kg có thể lựa chọn này. Độ mới của sản phẩm này thì rất là cao và cái chất liệu cũng rất là dày dặn. Quý chị coi trên live thôi đã thấy cái sản phẩm của mình nó lên form dáng cũng rất là đứng form, chuẩn form rồi. Và mình sẽ cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì nó sẽ là một con áo tông màu xanh rêu, cũng là một sản phẩm áo sơ mi chất kaki. Mã sản phẩm là S234, chiều dài là 61, ngang là 46 và vai là 36,5. Size của sản phẩm này cũng là size S cho quý anh chị chúng ta lựa chọn này. Bác nào mà yêu thích những cái sản phẩm nó thiết kế độc đáo một chút thì có thể là lựa ngay hôm nay. Cái thiết kế của chiếc này thì nó cũng rất là trẻ trung, các bác có thể là sử dụng mặc hàng ngày cũng như là mặc đi chơi đi làm. Mã sản phẩm là S234. Mình đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, cũng là một con áo sơ mi kẻ. Chiếc này thì sẽ là thiết kế kẻ caro, phần cổ áo là thiết kế cổ sen này, mặc rất là lịch sự. Mã sản phẩm là S235, chiều dài là 70, ngang là 56 và size của chiếc này là size L cho các bác có cân nặng từ 65 đến 70kg là yên tâm mặc với em này. Cái chất của sản phẩm này cũng là cái chất cốt tông. Em này cũng là một cái sản phẩm áo sơ mi thu đông này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế áo họa tiết kẻ với tông màu chủ đạo là phối màu đỏ đen. Đây là sản phẩm của thương hiệu GAP. Mã sản phẩm là S236, chiều dài là 60 và sau là 61, ngang là 47 và vai là 36. Chiếc này cũng là size S luôn. Bác nào mà chúng ta từ 55 đến 60kg hoặc là bình thường vẫn mặc các sản phẩm áo size S thì các bác có thể lựa ngay cho mình em này. Độ mới của chiếc này rất là cao này, và đây cũng là một con áo chất vải dày dặn để quý chị có thể là sử dụng trong thời tiết mùa thu đông. Mã sản phẩm của mình là S236. Và mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này thì nó sẽ là một con áo tông màu xanh rêu, và mình sẽ có thêm hai cái bên này thì nó sẽ là thiết kế họa tiết kẻ này. Mã sản phẩm của em này thì sẽ là S232, chiều dài là 68 và sau là 71, ngang là 54 và vai là 42. Size của sản phẩm này là size L. Quý chị chúng ta từ 65 đến 70kg có thể lựa chọn em này. Các bác cứ yên tâm, cái tông màu xanh
trang rêu này cũng rất là dễ dùng. Quý chị có thể là phối đồ với tất cả các trang phục khác nhau luôn. Lựa em này mình mặc hàng ngày, mặc đi chơi đi làm cũng rất là ổn. Mã sản phẩm là S237, độ mới của chiếc này rất là cao. Đây là một sản phẩm của thương hiệu Bimhot, là một cái thương hiệu thời trang của Nhật Bản. Tiếp theo này mình đến với một con áo kẻ với tông màu cũng rất là nổi bật. Em này thì form khá là rộng rãi thoải mái nên là các bác chúng ta có thể check lại một lần nữa cái thông số ở cái phần bảng bên tay trái màn hình này. Mã sản phẩm thì sẽ là S238, chiều dài là 77, ngang là 52 và vai là 48. Size của chiếc này là size XL. Quý chị chúng ta có cân nặng nằm trong khoảng từ 70 đến 75kg thì có thể vừa vặn với em này. Còn riêng về chất liệu thì quý chị cứ yên tâm, Nhà Sành Đồ Di bao chất cho mình. Em này chất vải rất là dày dặn và độ mới của sản phẩm thì cũng còn rất là cao. Tiếp theo này mình đến với một sản phẩm nữa cũng là cũng là họa tiết kẻ luôn. Chiếc này thì sẽ là một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo. Mã sản phẩm là S239, chiều dài là 75, ngang là 59 và vai là 47,5. Size của chiếc này thì là size 2XL. Các bác có cân nặng khoảng từ 75 đến 80kg vẫn có thể là vừa vặn thoải mái với chiếc này luôn. Vì cái form dáng của sản phẩm nó rất là rộng rãi này. Em này thì cũng là một con áo sơ mi thu đông với cái chất vải nó dày hơn một chút, nên là các bác có thể lựa chọn mình sử dụng trong cái thời tiết nó hơi se se lạnh. Mã sản phẩm là S239. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay, cũng là một con áo với cái form dáng khá là rộng rãi thoải mái. Bác nào chúng ta big size đang tìm kiếm những cái sản phẩm áo size lớn một chút có thể tham khảo sản phẩm này. Mã sản phẩm của mình là S240, chiều dài là 78 và sau là 85, ngang là 461 và vai là 52. Size của sản phẩm này là size 2XL. Quý chị chúng ta từ 75 đến 80kg các bác có thể là vừa vặn với em này. Độ mới của sản phẩm này thì nó rất là cao, và cái thứ hai nữa thì chất liệu cũng rất là đẹp. Có điều cái phao form dáng hơi rộng một chút nên là các bác chúng ta cân nhắc để lựa chọn. Tiếp theo này mình đến với một sản phẩm áo của thương hiệu Valentino. Em này thì sẽ là một con áo chất cốt tông 100% này. Sản phẩm này thì dành cho bác nào tìm kiếm những cái con áo lịch sự nhã nhặn để mình mặc đi làm thì các bác chúng ta có thể là tham khảo sản phẩm này. Mã sản phẩm là S241, với chiều dài là 73 và sau là 77, ngang là 52 và vai là 45. Sản phẩm này thì sẽ là size M cho quý chị từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn. Em này thì các bác mặc lên người thì sẽ thấy là cái form dáng của sản phẩm nó lên đẹp hơn so với cái việc là Nhà Sành Đồ Di treo móc như thế này. Mã sản phẩm là S240 và em này độ mới rất là cao. Tiếp theo này mình đến với một sản phẩm áo sơ mi dài tay với tông màu xanh than. Sản phẩm của mình có mã là S242, chiều dài là 75 và sau là 79, ngang là 59,5 và vai là 51,5. Size của chiếc này thì là size XL cho quý chị từ 70 đến 75kg có thể vừa vặn này. Em này thì độ mới cũng rất là cao luôn. Những cái con áo mà suông trơn đơn giản như này thì rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Mình phối với tất cả các trang phục khác nhau, từ quần jean, quần kaki đến các cái sản phẩm quần công sở, quần vải, các bác đều có thể là phối hợp được với cái sản phẩm này. Mã sản phẩm của mình là S242. Tiếp theo này mình đến với một sản phẩm áo sơ mi tông màu xanh nhạt. Em này thì nó sẽ là họa tiết kẻ sọc. Trước ngực áo nó có một cái túi vuông nhỏ như thế này. Và đây cũng là một con áo big size cho bác nào đang tìm kiếm các sản phẩm áo size lớn này. Mã sản phẩm là S243, chiều dài là 78 và sau là 81, ngang là 69 và vai là 54. Size của chiếc này lên đến tận là size 3XL. Quý chị chúng ta có cân nặng lớn hơn 80kg là các bác mới có thể vừa ăn được với cái sản phẩm này. Mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một cái sản phẩm tương tự như cái sản phẩm vừa rồi, có khác cái thông số thôi. Chiều dài của sản phẩm là 74 này và sau là 79, ngang là 69 và vai là 54. Em này thì cũng là size 3XL và mã sản phẩm sẽ là S244. Quý chị nào chúng ta yêu thích cũng như vừa vặn với cái thông số của sản phẩm có thể liên hệ chốt đơn với Nhà Sành Đồ Di. Còn về độ mới và chất liệu sản phẩm thì các bác cứ yên tâm, hàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo này mình đến với một con áo của thương hiệu Airwork. Em này thì nó sẽ là cái thiết kế nhung tông. Đây các bác có thể là coi cận chất của sản phẩm một chút. Mã sản phẩm là S245, chiều dài là 79, ngang là 71 và vai là 454. Ngang thì vai thì nó sẽ là 54. Và size của chiếc này cũng rất là lớn, nó là size 4XL. Có bác nào mà chúng ta đang muốn tìm kiếm những cái sản phẩm áo big size có thể là tham khảo cho mình cái sản phẩm này của thương hiệu Airwork này. Còn riêng về cái chất liệu nhung tông này thì các bác hoàn toàn yên tâm luôn. Chất vải dày dặn để mình có thể là sử dụng trong cái thời tiết mùa thu đông. Và chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, một con áo họa tiết này. Tông màu của sản phẩm là tông màu xanh than. Chiếc này thì sẽ có mã là S246, chiều dài là 66 và sau là 69, ngang là 49 và vai là 42. Size của sản phẩm
phẩm là size M, quý chị từ 60 đến 65kg có thể lựa chọn em này. Sản phẩm này thì các bác mặc đi chơi đi làm rất là đẹp luôn, cực kỳ trẻ trung. Yên tâm, đây cũng là một con áo rất là dễ mặc, dễ dùng và độ mới của sản phẩm rất là cao. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, Nhật Sành Đồ Si đang sale toàn bộ các sản phẩm áo sơ mi tại cửa hàng. Giá chỉ còn là 100k chỉ một sản phẩm thôi. Nên là các bác chúng ta đã yêu thích sản phẩm nào thì nhanh tay là chốt đơn liên hệ với nhà Sành Đồ Si này. Em này có mã là S246. Mình sẽ đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, một con áo tông màu tím họa tiết kẻ sọc. Chiếc này thì là một sản phẩm của thương hiệu Vinpearl, là thương hiệu thời trang của Hàn. Mã sản phẩm là mã sản phẩm của mình là S247. Chiều dài của sản phẩm là 64 và sau là 69, ngang là 52 và vai là 43. Size của sản phẩm này thì sẽ là size M cho quý anh chị từ 60 đến 65kg có thể là lựa chọn em này. Và đây sẽ là sản phẩm cuối cùng kết thúc phiên live ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý anh chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay và hy vọng là quý anh chị có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm mà quý anh chị chúng ta thật sự yêu thích. Nhà Sành Đồ Si sẽ được kính chúc quý anh chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ Nhà Sành Đồ Si bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Sành Đồ Si ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.